Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK và sự kiện Chiếc Mũ Ma Thuật đã quay trở lại nha các bạn. Với sự kiện này thì chúng ta sẽ đăng nhập trong vòng 12 ngày sẽ nhận được tài nguyên. Đó là cái hộp ma thuật nha các bạn. Rồi, một ngày thì chúng ta sẽ có 275 và chúng ta sẽ nhận được trong vòng 12 ngày. Đối với các bạn chơi free thì chúng ta sẽ có 3.300. Và với 3.300 thì các bạn sẽ xâm được 11 lần. Các bạn sẽ xâm được 11 lần và với 11 lần xâm thì chúng ta sẽ có 110 cái huy chương. Cái đây, huy chương kỷ niệm ma thuật các bạn dùng để đổi. Và với 110 này thì chúng ta có thể đổi như sau. Các bạn có thể lựa chọn hình đại diện là ảo thuật gia. Lần đầu tiên xuất hiện nha các bạn, hình đại diện ảo thuật gia. Rồi kéo xuống thì chúng ta có xích vàng, xích đỏ. Chúng ta có food, chúng ta có trang bị nè, trang bị lựa chọn theo phe phái. Rồi chúng ta có hộp đá T1, cuộn đổi trang bị, đồ hệ trang bị, xu nội thất, nước. Ở đây thì chúng ta có rương, cường hố cổ vật. Ngoài ra thì chúng ta có những vị tướng rất đã nha bạn. Ở đây chúng ta có phượng nè, giáp, có Yonrat, có Lucretia, có Flora, có Lucius, có Wai, có gà, có Karen, Lyca, thỏ đực, rồi Nara, với lại theo quanh, và cuối cùng là vàng. Phần thưởng tướng ở đây là cái dàn tướng đặc biệt này hơi xịn nha các bạn. Chúng ta có Yonrat, Lucretia và Giáp. Đang thả cửa Lucre với lại Giáp các bạn, tạo điều kiện cho các bạn nào đang còn thiếu các vị tướng này có thể sớm sở hữu ha. Rồi, ngoài việc chúng ta chơi free để chúng ta nhận phần thưởng thì chúng ta có thể nhận thêm cái hộp ma thuật bằng cách nạp cạc nha các bạn. Ok, mỗi ngày thì chúng ta sẽ có giới hạn 111 nè, ở đây thì giới hạn 2. Hiện tại thì nó đã hiển thị bằng USD rồi các bạn, đây 30 đô cho 810 hộp ma thuật, 1350 với 50 đô và 2700 với 100 đô, đâu đó tới 2 triệu mấy lần các bạn. Rất thốn ha. Để mình xem cái phần thưởng trong cái phần thưởng hàng ngày nó có bán thêm không. Tàu buôn. Rồi, chắc chắn trong tàu buôn nó cũng có bán thêm rồi đây các bạn. Ở đây nó có bán thêm này. 1 đô thì chúng ta có 90 nè. Ở đây 5 đô chúng ta có 108. Đó, bạn nào muốn đốt cháy giai đoạn, muốn đẩy nhanh quá trình thì chúng ta có thể mua các gói này để chúng ta đẩy nhanh quá trình ha. Còn bạn nào chơi free thì không nên mua các bạn. Và hiện tại nạp game cũng hơi khó nữa. Rồi, còn đối với các phần thưởng ở đây thì chúng ta sẽ có một số xác suất như sau. Phần thưởng càng hiếm thì xác suất càng thấp nha các bạn. Ở đây thì bí kíp phe phái là 1% này, bí kíp anh hùng thường thì 2%, xu nội thất là 6%, đá linh hồn hiếm là 3%. Rồi vé ngắm sao thì chúng ta có 1% nhưng mà được x2. Ở đây xích thì là 1,5%. Tinh chất bụi xoắn cũng 1,5 các bạn. Các hồn bụi vàng và kinh nghiệm 24 giờ thì là 1,5. Ngoài ra thì các phần thưởng thêm ở phía dưới này yêu cầu chúng ta phải đạt một cái mốc cố định mới được nha các bạn. Ví dụ như là hoàn thành giai đoạn 25.60, sở hữu 5 anh hùng thăng tiên, sở hữu 3 vật phẩm đặc trưng cấp độ 30. Ví dụ vậy các bạn. Rồi, và với cũng như thường lệ ha bạn, với sự kiện này thì mình khuyên các bạn nên đổi như sau. Đối với các bạn newbie mới chơi, các bạn đã có sẵn copy rồi nhưng đang thiếu food trầm trọng thì mình khuyên các bạn nên đổi một ít food để có thể đẩy nhanh cái tiến độ của mình. Tại vì các bạn thiếu food, các bạn xâm chờ food rất là khổ nha các bạn. Đây là kinh nghiệm của mình, chờ food để có ấp tướng cực kỳ khổ. Bạn nên tận dụng những cơ hội có sự kiện này, các bạn lấy food để nhanh chóng đẩy nhanh cái team mình nâng bậc nó lên. Tiếp đó là nâng cấp leo map nó dễ hơn nha các bạn. Rồi, đối với các bạn nào đã xây team cơ bản thì chúng ta có thể xây thêm một số team xịn sò, ví dụ team sóc đam bao gồm giáp nè, Yonrat thì các bạn có thể chọn giáp Yonrat. Bạn nào đang xây dở Lucretia thì có thể lấy Lucretia, đặc biệt là một số bạn quyết định ngắm sao sớm Lucretia, các bạn nên lấy Lucretia nhất nha. Chúng ta sẽ lấy được một Lucretia dư ra 20 cái huy hiệu. 20 huy hiệu thì chúng ta đổi được 20 xích đỏ nữa nha các bạn. Còn 7 cái thì chúng ta có lựa chọn đổi xích vàng, không thì các bạn đổi vàng nha. Xích vàng cũng như chúng ta đổi vàng, đó là cách đổi nha các bạn. Một con tướng cộng với xích cộng với
xích vàng, xích đỏ, xích vàng, và sau đó chúng ta sẽ đổi hết cho vàng. Bạn nào newbie mà khởi đầu bằng Karen thì mình khuyến các bạn nên lấy Karen để nhanh lên A hết sức có thể, hoặc là bạn nào đang thiếu copy Lyca thì cũng nên lấy, cùng một số con khác thì mình khuyên các bạn không nên lấy nha. Chỉ là Karen hoặc là Lyca, nếu mình đã thiếu copy thì các bạn nên lấy, còn một số con khác thì không nên. Ok, còn đối với bạn nào chưa có phượng thì nên sắm một em để chúng ta đi map dễ hơn nha các bạn. Và đối với mình sự kiện này mình sẽ lấy Lucretia cộng với 20 xích đỏ, 20 xích vàng và còn dư đổi ra vàng nha các bạn. Rồi, bên cạnh cái thông tin về sự kiện chiếc mũ ma thuật, quay trở lại mình muốn thông tin với các bạn một thông tin thêm, đó là cái bản cập nhật mới 1.68 đã bắt đầu ấp ủ rồi các bạn, và một vị tướng mới chuẩn bị ra mắt, Titus Guardian of the Mountain. Ok, và với sự ra mắt của vị tướng mới này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái thử nghiệm tướng nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái thử nghiệm tướng. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ add một cái hệ thống hủy bỏ mới, hệ thống hủy bỏ mới gồm Encino. Đây, hệ thống này thì bắt buộc người chơi phải hoàn thành map 21 của map 21 thì nó sẽ mở khóa hệ thống này nha các bạn. Rồi, chi tiết cái này thì mình chưa dịch cho các bạn được, cơ bản thì nó mở có một hệ thống cancel mới nha các bạn. Hệ thống này nó chắc nó có liên quan tới tướng không gian các bạn. Rồi, thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống nhiệm vụ mới dành cho tháp vua. Có hệ thống nhiệm vụ mới dành cho tháp vua, và ở đây chúng ta có thêm cái nội nhà trọ nha các bạn. Chúng ta có một hệ thống nhiệm vụ nè, người chơi có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này và chúng ta nhận được cái phần thưởng Internal and Saving Resort. Ok. Ở 3 thì người chơi có thể tầng 600 các bạn, Tower. Ok, cái này thì bó tay, sorry các bạn, mình không dịch được. Rồi, các bạn thì nó điều chỉnh lại một số team combat trong tháp vua. Rồi, còn ở dưới cùng các bạn thì nó sẽ là fit lại cái kỹ năng của song sinh Elia và Layla, fit lại cái lỗi bút nha các bạn, và nó cũng fit lại cái lỗi của con Thali luôn. Rồi, để vào ngày mai thì mình sẽ làm cái bản cập nhật mới 1.68 chi tiết cho các bạn xem, là có thời gian để mình dịch cho các bạn, rồi mình sẽ làm cập nhật bản cập nhật 1.68 chi tiết cho các bạn nha. Hiện tại thì mình chỉ cập nhật thông tin sơ sơ là chúng ta sẽ có một vị tướng mới nha các bạn. Trên Twitch thì chúng ta chưa thấy hình ảnh của vị tướng này nên mình chưa show cho các bạn xem được, rồi các bạn cùng dự đoán đây là một vị tướng nào. Nói chung là Guardian the Mountain thì mountain là núi ha các bạn, thì cái đây chắc có thể là một vị tướng hệ rừng, mình đoán vậy thôi, một vị tướng hệ rừng, nhưng mà vị tướng này sẽ rất là trâu bò, mình đoán vậy nha các bạn. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.